Xin chào cả nhà, hôm nay shop em xin mời anh em cùng trên tay một chiếc đồng hồ của Seiko. Hôm nay là chiếc Seiko Presage SARX033. Chiếc này nó sẽ phù hợp cho anh em mà đang tìm những chiếc đồng hồ tầm trung của Seiko. Size 41, kính sapphire, thiết kế đơn giản, mặt màu trắng, dòng máy 6R. Và giá thì tầm hơn chục triệu một chút, thì anh em cùng tìm hiểu về chiếc này nhé. Thì chiếc này thì chúng ta sẽ thấy họ đầy đủ các cái giấy tờ full box đầy đủ. Đây là một chiếc hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà sử dụng rất là lướt, đầy đủ full hộp sổ thẻ các thứ. Đây là cái hướng dẫn sử dụng và cái thẻ bảo hành của Seiko dành cho chiếc đồng hồ này, và valid only in Japan, tức là chỉ có hiệu lực tại Nhật thôi. Chiếc này là SARX033, mã máy là 6R15 và số series number của nó là 880052 và được bán vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 tại Yodobashi Camera Kabushiki Kaisha, tức là một cái trung tâm thương mại ở tỉnh Nagoya, tức là thành phố Nagoya ở tỉnh Aichi. Số điện thoại đây anh em nhé. Thì đây là chiếc đồng hồ, đây là xuất xứ của chiếc đồng hồ này. Còn đây là chiếc đồng hồ chính. Thì ngày hôm nay em và các bác sẽ cùng kiểm tra chiếc này. Chiếc này thì nó sẽ còn cho chúng ta đây là hai cái mắt thừa. Cái này là vừa mới ở Nhật về nên là cũng chưa bóc cái siêu ni lông này anh em nhé. Về tên gọi của chiếc này thì nó là Seiko Presage SARX033. Thì Presage nó là nằm trong bộ sưu tập hơn 80 mẫu đồng hồ khác nhau với phong cách lịch sự trang nhã khác nhau của Seiko. Và một tên gọi nữa mà anh em chơi đồng hồ gọi chiếc này là chiếc Baby Grand Seiko đây. Tại sao lại gọi là Baby Grand Seiko? Bởi vì anh em thấy độ hoàn thiện của chiếc này ở phần vỏ và phần dây nó được hoàn thiện rất là tốt, cũng gần như là cái Grand Seiko. Và anh em nhận xét rằng đây là chiếc đồng hồ với độ hoàn thiện gần với lại Grand Seiko nhất của Seiko, và với một cái giá chỉ bằng một phần so với lại những chiếc Grand Seiko cao cấp mà thôi. Về thiết kế tổng thể thì chúng ta sẽ thấy chiếc này có phong cách tối giản, và đây phong cách của nó là phong cách rất tối giản. Cuộc sống phức tạp rồi thì việc loại bỏ đi những cái gì không cần thiết để tập trung vào những cái chính trong cuộc sống là điều đó rất quan trọng, và cụ thể hóa điều đó thì các kiến trúc sư của Seiko họ đã thiết kế chiếc đồng hồ này trên mặt số, họ chỉ có kim giờ, kim phút và kim giây và lịch ngày thôi, rất đơn giản. Nhưng mà đơn giản ở đây là đơn giản của sự cô đọng và tập trung vào cái chính. Nhìn cái này nó rất đơn giản và thuần khiết, nhưng mà nó cũng không kém phần sang trọng đâu anh em nhé. Mặt đều màu trắng, và chúng ta sẽ thấy là nó có một cái sự phối hợp về màu sắc cũng như là tổng thể. Thì chiếc đồng hồ nhìn nó cũng rất là đơn giản. Size mặt đường kính của chiếc này thì chúng ta sẽ thấy là nó có size mặt đường kính 41 không tính núm, dày là 11,7 mm. Lắc tu lắc của cái này ở đây là 46, độ rộng dây ở đây là 20 và chóp dây ở dưới này là 18. Nếu chúng ta thay dây ra thì nó sẽ hợp với lại anh em tay chu vi 16 trở lên. Mặt đều của chiếc này thì góc 12 giờ chúng ta có logo của Seiko. Góc 3 giờ đây thì chúng ta có ô cửa sổ hiển thị lịch ngày với nền trắng chữ đen. Góc 6 giờ chúng ta có chữ automatic và chữ Japan ở phía dưới này. Một bộ kim là một bộ kim kim loại và được Seiko sơn màu xanh với độ bắt sáng cực kỳ tốt, kể cả kim dây. 12 bộ cọc số của chiếc này thì người ta sử dụng cọc số nổi và vát cạnh sang hai bên để tăng độ bắt sáng. Bên đây thì chúng ta có cái núm, có khía cạnh và có logo chữ S của Seiko này. Về phần máy thì chiếc này sử dụng Caliber 6R15 với 23 chân kính, 21.600 tần số dao động và 50 giờ tích cót, với độ sai số của máy 6R15 thì nó khoảng cộng 25 giây đến trừ 15 giây mỗi ngày. Trong điều kiện lý tưởng không sốc, không từ trường, không va đập mạnh và nhiệt độ ổn định. Và chiếc này thì nhìn bộ máy của nó rất là bền và khả năng chịu nước của chiếc này là 100M. Với bộ máy 6R15 thì nó là một bộ máy tầm trung của Seiko và nó đầy đủ cót tay này và có dừng kim dây khi chúng ta rút núm chỉnh giờ. Đó. Về thông số mặt sau thì chúng ta sẽ thấy họ ghi đầy đủ các thông số ở đây. Seiko Time Corporation, Seiko 6R15D, 23 chân kính, Japan, Made in Japan này, Water Resistant là 100M. Top Sapphire Crystal, kính Sapphire này. Số series number của nó là 880052. Về phần vỏ của chiếc này thì em này được trang bị chất liệu thép không rỉ 316, một loại hợp kim chuyên chế tác đồng hồ của Seiko với khả năng chống rỉ sét, chống sức giam, chống oxy hóa và chống ăn mòn axit. Đặc biệt là phần vỏ và phần dây của chiếc này được Seiko sử dụng công nghệ xử lý bề mặt Diaseal, cho nên là cái độ hoàn thiện của nó rất là cao. Chính vì vậy mà người ta gọi đây là chiếc Baby Grand Seiko, bởi vì độ hoàn thiện về phần vỏ bên ngoài của chiếc này nó tương đương với những chiếc Grand Seiko gần bằng. Phần dây thì chúng ta sẽ thấy là dây bằng thép đúc đặc và có 3 chỉ. Chỉ giữa thì nó sẽ có hai cái chỉ nhỏ ở hai bên. Khóa thì ở đây họ sử dụng khóa bấm anh em nhé, một chiều. Về phần tình trạng thì chiếc này nó còn đẹp khoảng 97-98% anh em nhé. Nó không có xước to gì cả, nó chỉ có những cái xước răm nhỏ nhỏ ở trên dây, bởi vì chiếc này là dòng người chơi sưu tầm ít đeo cho nên là hàng nó còn rất là đẹp. Đó. Em sẽ đeo thử chiếc này trên tay để anh em cùng ướm nhé. Chiếc này có size 41 và nó sẽ hợp với lại anh em tay 16 trở lên. Tay em là 16.5. Về phần ưu điểm của chiếc này thì chiếc này nó có một bộ máy 6R của Seiko bền bỉ chính xác, 23 chân kính, rồi 50 giờ tích cót. Rồi ở bộ cót thì được làm bằng hột Spron 510, một bộ cót rất là bền và cho chúng ta thời lượng tích cót khoảng 50 giờ. Cái ưu điểm thứ hai là thiết kế của cái này nó tương đối là tối giản và nó là một cái thước đo để cho người chơi có thể nhìn vào đó để tối giản hóa cuộc sống của mình, để bỏ đi những cái rườm rà và tập trung vào cái chính. Giống như cái ý tưởng thiết kế của chiếc đồng hồ này. Cái thứ ba đó là mặt kính sapphire, vỏ thép không rỉ cao cấp. Bên cạnh đó là bề mặt được xử lý bằng công nghệ Diaseal của Seiko, cho chúng ta mức độ hoàn thiện cực kỳ xuất sắc của Seiko. Nó sẽ là một bộ áo giáp bảo vệ cho chiếc đồng hồ của chúng ta nó luôn an toàn. Cái thứ tư là size 41 dễ đeo và cái thứ năm là mức giá ở mức chấp nhận được, chỉ hơn chục triệu một chút thôi nếu mà là hàng lướt. Về phần nhược điểm thì có một nhược điểm duy nhất. Theo quan điểm cá nhân thì em thấy là đây nó là một bộ kim lưỡi kiếm vắt cạnh sang hai bên thì nó sẽ chắc chiếc đồng hồ này nó sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên thì đảm nhận điều đó thì đã có SARX055 rồi. Thì cái dòng SARX055 nó cũng giống như thế này, nhưng mà cái bộ kim của nó là bộ kim lưỡi kiếm và mặt snowflake. Còn ở chiếc SARX033 này thì một bộ kim nó có vẻ mềm mại hơn, cũng vắt cạnh sang hai bên nhưng mà họ sơn màu xanh với độ bắt sáng cực kỳ tốt. Đấy thì là nhược điểm theo như cá nhân đánh giá. Về phần giá thì chiếc này có giá hãng, hàng mới khoảng hơn 1.000 đô, khoảng 23-24 triệu hàng mới. Còn nếu anh em săn hàng lướt như thế này thì chiếc này bên Quang Lâm em đang có giá 11.200.000, bảo hành 2 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Còn đầy đủ mắt thừa anh em nhé. Với những thông tin bên trên thì chúc anh em sẽ tìm được những chiếc đồng hồ phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Bác nào quan tâm chiếc này thì hãy click vào đường link em để phía dưới của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quanglâm.com, hoặc anh em có thể liên hệ với số điện thoại của em là 0834 696699. Chúc các bác tìm được những chiếc đồng hồ đẹp, ưng ý, phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.